tin mừng vĩ đại của Thượng Đế đến cho nhân loại. Và hiện tại chúng ta có trên dưới 10 triệu view đã vào trang website của chúng ta trên Internet. Và chúng ta có trên 5.000 video clip vào hồng ân của Thượng Đế hiện ra trên mây để dẫn dắt nhân loại. Hoa hậu nhân loại nhiều người được cứu rỗi. Và thưa đồng bào, thưa mến, tôi lập gia đình và tôi có đông con lắm. Bà trước thì đùng một cái Thượng Đế sắp xếp tôi phải ra đi để mà tôi tiếp tục làm công việc của Ngài sắp xếp. Và chúng tôi đã chấp nhận, bởi vì việc của Thượng Đế làm thông thường thì chúng ta chưa hiểu tới đâu, cần nhiều thời gian kiên nhẫn chờ đợi thì chúng ta mới có thể hiểu tường tận việc làm của Ngài. Và đến giờ phút này thì đời sống tôi rất là bình an. Và tôi vẫn tiếp tục làm việc của Thượng Đế ban cho, là kêu gọi nhân loại sám hối gấp, trở về cùng Ngài để mà được cứu rỗi. Bởi vì nếu mà chúng ta xa Ngài, xa ai? Xa Thiên Chúa Giêsu, xa những điều luật của Ngài, những bài vở của Ngài, những sự dạy dỗ của Ngài, thì chúng ta sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ vô cùng khủng khiếp, đau khổ kinh hoàng. Vì thế chúng ta hãy sốt sắng nghe lời Ngài, học hỏi cùng Ngài và thực thi những điều Ngài dạy bảo, chứ không phải nói là tôi tin Ngài, tôi nghe Ngài rồi tôi không làm gì hết. Đâu, tin Ngài rồi nghe Ngài nhưng mà không làm gì hết, tức là những kẻ đó đang xây nhà trên cát và sẽ bị sụp đổ tất cả. Tin Ngài, nghe lời Ngài dạy bảo, Ngài bảo làm gì hãy sống theo những điều chỉ dạy của Ngài, hãy thực thi những gì Ngài dạy bảo, thì mới thực sự là nghe Ngài, mới thực sự tin Ngài. Chứ nếu bằng không thì chúng ta chỉ tin bằng đầu môi chót lưỡi, giống như quỷ Satan. Nói hay lắm, bắt chước lời Thượng Đế, chúng nói rất là hay, nhưng mà chúng làm như Thượng Đế làm, chúng làm không được và sẽ không bao giờ làm được. Chúng ta nói thì dễ lắm, anh đồng bào biết mà, nhưng mà làm mới là thật sự có kết quả hay không. Nói thì ai nói cũng được hết. Cẩn trọng, đừng có bô bô nói như con vẹt, bắt chước lời Chúa, lời Thánh Hiền, ông bà tổ tiên chúng ta, lời Phật tổ nói vân 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 và vân vân, nhưng mà làm như Thượng Đế làm, làm không được. Làm như Thiên Chúa Giêsu làm, làm không được. Làm như ông bà tổ tiên chúng ta, làm không được. Làm như Phật Thích Ca, làm không được. Đó là quỷ Satan và là quỷ râu xanh. Nói thì hay lắm nhưng mà làm không được. Tại vì đạo đức giả. Cẩn trọng. Và thưa đồng bào thương mến,